Rồi, chào anh em. Thì hôm nay mình bán sát ha, bán sát máy Makita pin. Pin có da băng có này, cái này da băng. Nói chung là lộn ngầu ha anh em ha. Thì cái đèn, cái không đèn. Thì bán sát để cho anh em về lấy vỏ, lấy mạch, lấy seal gì trong này. Nói chung là xài không được ha, bán sát. Thì pin zin. Có cái này có đèn, có chạy nè. Mình không có đèn ha. Thì 180.000 một viên dành cho những anh em nào mà chuyên đóng pin nữa. Có đèn này. Về kích pin. Về kích pin lên ha anh em ha. Không có đèn tuyệt vời. Đấy. Chạy không nổi luôn. 180.000 viên. Đó. Chết luôn. Có đèn. Về kích pin rồi ha. Những anh em mà đóng pin rồi đó thì cứu ha. Cái này do băng rồi ha. 180 pin zin. Về đóng pin ha anh em ha. Đấy. Ví dụ đây cũng là cái gì? Do băng. Tịch luôn, ngủ luôn. Rồi. Gọi là bán sát nha. 180.000 viên. Anh em lựa chọn vài viên về đỡ sửa rồi đi quay rồi ha. Mấy cái cục này thì mấy cục này nó bị gãy mạch, chắc trong này còn ngon nè ha, bị gãy mạch. Thì nó bị gãy như thế này. Thì giá của nó là 120. Có 4-5 cục gì. 4-5 cục bị gãy ha. Đây. 120. Anh em về lấy vỏ. Lấy vỏ này. Lấy là so này. Lấy seal cho nó. Rồi, ok. Cảm ơn anh em.